30 tàu Trung Quốc bất ngờ bị hạ gục ngay tại chỗ bởi hạm đội 8, tướng Mỹ gốc Việt Lương Xuân Việt kể về trận đánh. Chào mừng toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoáy TV. Lời nói đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và an lành. Quý vị vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để có thể đón nhận tin tức của chúng tôi một cách nhanh nhất và để lại những comment bình luận để cùng trao đổi tin tức trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2021, chúng tôi xin được gửi tới những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày. Một tàu biển của Ấn Độ có chở vũ khí đang trên con đường đi sang Việt Nam để bán cho Việt Nam theo hiệp ước mới nhất mà Thượng tướng Phan Văn Giang đã ký kết với Thủ tướng Ấn Độ Modi thì đã bị tàu chiến của Trung Quốc đánh chặn. Theo một nguồn tin cho chúng tôi biết, thì một tàu biển chở vũ khí của Ấn Độ đang trên con đường đi sang Việt Nam để bán thì tàu chở vũ khí này chỉ còn cách hòn đảo Đài Loan khoảng 300 km thôi. Thì bỗng nhiên đã bất ngờ bị ba tàu chiến biển của Trung Quốc có trang bị vũ khí vũ trang quân đội rất hiện đại. Ba tàu chiến của Trung Quốc tiến sát đến gần và bao vây tàu chở vũ khí của Ấn Độ. Khi đã đến sát gần với tàu chở vũ khí của Ấn Độ rồi, thì tàu chiến của Trung Quốc đã dùng loa có phiên dịch ra tiếng Ấn Độ và Trung Quốc kêu gọi tàu chở vũ khí của Ấn Độ phải đổ lại ngay để cho tàu chiến của Trung Quốc kiểm tra giấy tờ và hàng hóa trên tàu. Thế nhưng tàu chở vũ khí của Ấn Độ quyết định không chịu đổ, thế là tàu chiến của Trung Quốc bất ngờ dùng súng đại liên, nổ súng bắn trị thiên một loạt lên trời để cảnh cáo. Và phía Trung Quốc cũng đã mở loa nói bằng tiếng Ấn Độ rằng, nếu không chịu dừng lại thì chúng tôi sẽ dùng súng bắn thẳng vào tàu, và tất nhiên là tàu chở vũ khí của Ấn Độ vẫn không thể đổ lại. Thế là tàu chiến Trung Quốc liên tục nổ súng bắn thật vào tàu chở vũ khí của Ấn Độ. Thế nhưng, ở ngay phía sau tàu chở vũ khí Ấn Độ cũng có hai tàu chiến của Ấn Độ đi theo sau để hộ tống. Khi nghe dưới tàu chiến của Trung Quốc nổ súng bắn vào tàu Ấn Độ rồi, thì bất ngờ tàu chiến của Ấn Độ đi theo sau đã cho một máy bay chở bom không người lái bay thẳng lên trời và thả một quả bom rơi xuống trúng giữa một chiếc tàu chiến biển của Trung Quốc và làm cho chiếc tàu chiến biển của Trung Quốc này nổ tung, tan tành rồi chìm sâu xuống đáy của đại dương và làm cho hơn 200 binh lính của Trung Quốc đang có mặt ở trên tàu chiến đều bị thiệt mạng. Hai chiếc tàu còn lại của Trung Quốc thấy như vậy, liền gọi điện thoại cho các tàu gần đó của họ, cấp tốc chạy ra cứu giúp. Và phía Trung Quốc cũng liền điều hai máy bay không người lái chở bom đến và đang định thả bom để phá tan tàu chở vũ khí của Ấn Độ. Thế nhưng, bất ngờ tàu chiến của Ấn Độ đi theo sau hộ tống đã dùng pháo phòng không siêu hiện đại bắn thẳng vào hai chiếc máy bay chở bom đó của Trung Quốc và làm cho hai chiếc máy bay chở bom này đều bị trúng đạn và đã nổ tung rồi rơi xuống biển khơi ngay. Ngay lúc đó, 10 tàu chiến có trang bị vũ khí siêu hiện đại của Trung Quốc cấp tốc đi ra hỗ trợ. Thế nhưng ngay lập tức bị phía quân đội của Hoa Kỳ cũng đã biết được tin do phía Ấn Độ cung cấp. Và thế là việc quân đội của Hoa Kỳ cũng điều tàu chiến đến để hỗ trợ cho tàu chở vũ khí của Ấn Độ. Hoa Kỳ và Ấn Độ đã hợp tác với nhau để đánh lại Trung Quốc. Một cuộc chiến nổ ra vô cùng quyết liệt, liên tiếp phía quân đội của Hoa Kỳ cho hàng chục chiếc máy bay chở bom bay tới rồi thẳng bom vào những chiếc tàu chiến của Trung Quốc. Và những chiếc tàu chiến của Trung Quốc đều bị trúng bom rồi nổ tung và dần dần chìm sâu xuống đáy của đại dương, và đồng thời làm cho hơn 2.000 binh lính của Trung Quốc đang có mặt ở trên các tàu chiến đó đều bị thiệt mạng. Phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khi đã biết tin là phía Ấn Độ đang có quân đội Hoa Kỳ hùa với nhau và giúp đỡ cho nhau. Thế là ông Tập Cận Bình tuy tức giận nhưng nét mặt sợ hãi, chân tay run lấy bẩy, lập tức gọi điện thoại và lệnh cho các tàu chiến của Trung Quốc phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, rút quân nhanh chóng để bảo toàn lực lượng lớn, không được liều mình dây vào với liên minh giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ nữa. Bởi vì ông Tập Cận Bình thường hiểu biết được rằng hiện tại bây giờ đây Trung Quốc đã và đang sản xuất ra các loại vũ khí sinh học có tên là virus COVID-19. Nó xuất phát khởi đầu từ Vũ Hán của Trung Quốc và nó đã và đang nằm lây lan ra khắp mọi nơi trên thế giới. Bất kỳ một quốc gia nào cũng đều bị con virus Vũ Hán này tấn công và nó đã lây lan cho biết bao nhiêu là nạn nhân ở khắp mọi nơi trên thế giới, xấu số đã mắc phải căn bệnh chết chóc đau thương này. Cho nên tất cả các nước trên thế giới, nước nào cũng đều ghét Trung Quốc hết. Và thế là bất kỳ quốc gia nào khi có cơ hội là họ sẽ đều
vào vua với nhau, đứng vào phe phía của nhau để bảo vệ lẫn nhau, để cùng nhau chống lại Trung Quốc. Cho nên hiện tại bây giờ đây ông Tập Cận Bình đã biết thân biết phận rồi và không dám ngỏ mặt liều mình thêm nữa. Và tất nhiên là không dám điều binh để tấn công đáp trả con tàu chở vũ khí của Ấn Độ đang trên con đường đi sang Việt Nam để bán vũ khí cho Đài Loan. Liệu trong tương lai ông Tập Cận Bình có dám nghĩ ra cái gì đó để đối phó và trả đũa với liên minh quân sự Mỹ và Ấn Độ hay không? Chiếc tàu chở vũ khí của Ấn Độ sẽ cập cảng biển Cam Ranh và bán vũ khí gì cho Việt Nam? Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Kính mời quý vị và các bạn nhớ đón xem tin tức. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng chuyển sang bản tin tiếp theo. Thông tin từ phía Hải quân Việt Nam vừa tiếp nhận 17 con tàu khu trục của Mỹ đang làm điên đảo cả thế giới. Câu chuyện này chẳng có gì là ghê gớm và thế giới cũng cảm thấy rất bình thường. Tuy nhiên, phía Trung Quốc thì làm ầm ĩ cho nên người ta nói rằng có tật thì giật mình. Nếu Trung Quốc không có ý định xâm chiếm biển đảo của Việt Nam thì làm sao phải xô sùng sục, bóng loạn điên dại cả lên. Như vậy, trong khi đó người Việt Nam chỉ để phòng vệ chứ đâu có xâm chiếm Trung Quốc đâu. Tất cả những nỗi lo của người Trung Quốc trở thành vô căn cứ khi người Việt Nam đặt ra những câu hỏi như thế trong một thông báo mới nhất. Thượng tướng Phan Văn Giang đã nói rằng, người Mỹ giúp đỡ Hải quân Việt Nam 17 tàu khu trục, 140 quả tên lửa Tomahawk để bảo vệ bờ biển của mình. Đây là cách phòng vệ chính đáng nên người Trung Quốc phải vui mừng mới đúng. Nếu Hải quân Trung Quốc không có ý định xâm chiếm biển đảo, thì những con tàu này chỉ dùng vào việc chống cướp biển, bảo vệ cho toàn bộ các nước Đông Nam Á. Trung Quốc có tàu sân bay, Việt Nam lấy đó làm mừng bởi vì sự phát triển của Hải quân Trung Quốc. Nay mai Việt Nam cũng có tàu sân bay thì Trung Quốc cũng phải mừng vì sự phát triển của Hải quân Việt Nam. Như vậy mới gọi là tình anh em bằng hữu bốn tốt 16 chữ vàng. Trong khi đó, phía Nga cũng có vẻ không hài lòng khi cho rằng 17 con tàu khu trục và 140 quả tên lửa Tomahawk có lẽ là của Mỹ tặng cho Việt Nam như một món quà ra mắt để Việt Nam cho Mỹ thuê cảng biển Cam Ranh. Ngược lại, Mỹ cũng có nhất cử động thái đáp trả khi đó rằng tại sao Nga không tặng cho Việt Nam 100 bệ phóng tên lửa dòng lửa S-500D để Việt Nam cho thuê cảng biển Cam Ranh và hợp tác khai thác dầu khí chung. Nói tóm lại, Mỹ và Nga đang muốn lấy lòng Việt Nam để thuê cảng biển Cam Ranh 99 năm, hơn nữa còn được khai thác nguồn dầu khí băng cháy khổng lồ ngoài vùng biển Việt Nam, riêng Trung Quốc thì hầm hực. Vì chẳng sâu được mùi gì, một nguồn tin cho rằng rất có thể Trung Quốc sẽ đưa ra một con át chủ bài vào thời điểm cuối cùng để Việt Nam xua đuổi cả người Nga với người Mỹ mà quay trở về với chính sách 3-0. Con át chủ bài đó là gì thì chưa nguồn tin nào dám khẳng định chắc chắn. Nhưng Trung Quốc nhất quyết không chịu ngồi im để hai cường quốc này vè vãn Việt Nam. Như vậy, trong những ngày vừa qua, người dân trong và ngoài nước hết sức bất bình về Trung Quốc đã có các hành sự thiếu tôn trọng Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế quy định cho mối bang giao của hai nước với nhau qua việc Trung Quốc đã thông qua các kênh ngoại giao để phản đối Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, đích thân Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình còn điện vào đường dây nóng yêu cầu Việt Nam không được tiếp nhận nhưng phải nhanh chóng bàn giao trả lại cho Mỹ 17 khu trục hạm và 140 quả tên lửa Tomahawk ngay lập tức. Họ tập đổ lỗi cho hành động tiếp nhận 17 tàu khu trục và 140 quả tên lửa của Việt Nam ta đã không thể chấp nhận được. Việt Nam đã phá vỡ tình hữu nghị đã cam kết với Trung Quốc từ trước tới nay. Trong tuyên bố không liên minh quân sự với nước ngoài, cũng như không cho nước ngoài thuê các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Việt Nam, họ tập nói rõ quan điểm của Trung Quốc là không chấp nhận việc Việt Nam sở hữu 17 con tàu khu trục và 140 quả tên lửa Tomahawk của Mỹ, tương đương với hành động Việt Nam đang sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực đối với Trung Quốc. Và nếu việc này không được giải thoát dứt điểm, Trung Quốc sẽ đơn phương tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đưa Việt Nam ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với đề nghị rút tên Việt Nam ra khỏi tổ chức này. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ mới chỉ có trang bị cho Việt Nam 17 tàu khu trục và 140 quả tên lửa Tomahawk mà Trung Quốc đã làm lớn chuyện đến mức kiểu như Trung Quốc đã bị Việt Nam tấn công trước sức mạnh của tàu khu trục và tên lửa Tomahawk. Có gì mà Trung Quốc lo lắng và sợ hãi đến mức điên dại như vậy? Tàu khu trục hay còn gọi là khu trục hạm là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ,
dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chuyến đoàn và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ. Phản nhiên là những tàu phóng lôi và sau này là tàu ngầm và máy bay khu trục, là các chữ Hán Việt đều có nghĩa là đủ dùng. 17 tàu khu trục hiện đại mà Mỹ trang bị cho Việt Nam. Đây là tàu khu trục tên lửa mang tên Z-118 có trang bị tên lửa điều khiển với khả năng mang tên lửa hạt nhân. Các tàu khu trục tên lửa như lớp Leopard trong thực tế lớn hơn và trang bị vũ khí mạnh hơn. Hầu hết mọi lớp tàu trước đây đều được xếp lớp tàu tuần dương tên lửa do kích cỡ với chiều dài 155m, trọng lượng rẽ nước là 9.200 tấn và trang bị trên 90 tên lửa. Được biết, các kỹ sư Việt Nam đang làm việc trong nhà máy đóng tàu Bắc Alliance đã được trao một hợp đồng trị giá 2.843 tỷ đô la cho việc thiết kế và chế tạo 70 chiếc tàu khu trục lớp Allied Parker với tiến độ mỗi năm 10 chiếc tính từ năm 2014 đến năm 2021. Tàu được đặt tên theo đô đốc huyền thoại Alan Walker vào thời chiến. Thứ hai, tàu khu trục lớp Bruce là loại tàu cân đối và mạnh mẽ nhất của bất kỳ lực lượng hải quân hiện đại nào. Sau lớp Bruce là trụ cột của hạm đội với khoảng 162 tàu chiến, chiếm 1/5 tổng số tàu của hải quân. Điểm đặc biệt và là cũng là điểm mạnh nhất của Bruce là hệ thống radar, có thể chỉ huy nhiều loại tên lửa phòng không để tấn công mục tiêu đang tiếp cận. Aegis có thể kết hợp với khả năng phòng thủ của cả một nhóm vào chiến lược bật nước và khả năng hoạt động tác chiến nhằm bắn vào các mục tiêu ở phạm vi rộng. Nhờ sử dụng các dữ liệu về mục tiêu của các trang bị như máy bay cảnh báo sớm, Afflopros cũng có thể phóng các tên lửa phòng không nhằm vào các mục tiêu phạm vi gần và trung. Tên lửa SM-2 và SM-6 nằm vào mục tiêu trên không tầm xa để đối ngầm. Tàu được tích hợp sẵn một hệ thống thiết bị định vị thủy âm sonar SQ-89 và một hệ thống sonar kéo có thể triển khai cho các bản nâng cấp. Sau này, tàu được trang bị 6 ngư lôi đường ngầm MK-60, e cắt máy bay trực thăng săn ngầm. MKE-60 trên tàu có khả năng săn ở tầm đối xa. Với tàu hiện đại, tàu Leopard được trang bị đầy đủ vũ khí thông thường, một pháo nòng 127mm được trang bị ở mũi tàu, có thể đối hạm bắn phá đất liền và thậm chí còn có khả năng đối không hay pháo 25mm và 4 súng máy 50 Caribe cũng đã được bổ sung vào hai hệ thống vũ khí cự ly gần 1B được thiết kế để bắn hạ các tên lửa trong tầm ngắm, cũng như có thể bắn cả máy bay trực thăng không người lái UAV và các tàu nhỏ ở hiện đại. Hải quân Mỹ đưa vào biên chế 162 chuyến tàu khu trục lớp Allied Parker từ ZD-51 đến ZD-213. Đây là tàu lớp khu trục hiện đại nhất trong biên chế của Hải quân Mỹ. Việc Mỹ bàn giao cho Việt Nam 17 tàu khu trục lớp Allied Parker trả thấm vào đầu so với việc Mỹ đã sở hữu 162 con tàu khu trục lớp Allied Parker. Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nghiên cứu về hàng hải cho biết, các trang thiết bị quân sự và vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng trên biển thường có tuổi thọ cấp thấp do trình độ công nghệ mà con người đã sáng chế ra chưa đủ bền so với độ ăn mòn trên biển. Nhưng đối với Trung Quốc thì khả năng về luyện kim của nước này rất thấp. Những đảo nhân tạo được Trung Quốc xây dựng và lắp đặt trang thiết bị quân sự chỉ có khả năng sử dụng được từ 2 đến 3 năm mới thay mới. Nhiều công trình và các đoàn hỏa tiễn được Trung Quốc lắp đặt trên các đảo nhân tạo chỉ sau một năm là bị rỉ sét, không thể sử dụng được nữa. Để vận hành những đoàn hỏa tiễn trên các đảo nhân tạo này, Trung Quốc phải thường xuyên thay mới, gây thiệt hại về tiền bạc cho nền kinh tế Trung Quốc. Những trang thiết bị này được ví như những con nghiện tiêu tốn ngân sách, nhưng việc tham vọng thực hiện giấc mộng Trung Hoa và muốn chiếm trọn toàn bộ Biển Đông của Việt Nam một cách phi pháp khiến cho Trung Quốc phải chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Vào sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo trực tiếp qua sóng vô tuyến vệ tinh với lính hải quân trên đảo nhân tạo Phú Lâm của Hoàng Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974, nơi vừa có trận bộ lớn vừa xảy ra. Vào chiều tối ngày hôm qua khiến cho toàn bộ người dân Trung Quốc phải lo lắng cho các binh lính hải quân ở trên hòn đảo nhân tạo này.
Nhiều nguồn tin báo về dồn dập một lúc khiến cho Chủ tịch Tập Cận Bình đứng ngồi không yên. Một tướng Hải quân Trung Quốc đang chỉ huy trên khu vực Biển Đông còn thông báo rằng đảo Phú Lâm hoàn toàn có thể bị chìm qua cơn bão lớn mang tên Hải Yến kèm theo cơn siêu lốc xoáy có 102 từ trước đến nay. Tập Cận Bình còn đau đầu hơn khi nghe tin 12 con tàu hải cảnh cùng 6 chiếc máy bay chiến đấu J-11B và 14 dàn tên lửa đất đối không cùng nhiều tài sản khác đã không cánh mà bay xuống. Lòng Biển Đông cũng cách đây nửa tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phái bay đến vùng biển Bột Hải, nơi đang diễn ra cuộc tập trận 70 ngày của Hải quân Trung Quốc, bởi nơi đó cũng xảy ra những biến cố chấn động. Dù không muốn nhưng Tập Cận Bình cũng phải thừa nhận rằng Hải quân của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đã thiệt hại rất lớn, hình như tất cả tai họa đều đến từ thiên nhiên. Mặt trời thì khó cưỡng, nếu không muốn nói là không thể cưỡng lại được. Trong những ngày vừa qua, đảo nhân tạo Phú Lâm ở Hoàng Sa đang là một chủ đề nóng bỏng được cả thế giới quan tâm. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, rất nhiều những vụ đụng độ xảy ra trên hòn cầu này và xung quanh vụ việc, khu vực 12 hải lý của hòn đảo, tàu chiến Mỹ, Úc, Nhật, thậm chí có cả đại gia Việt Nam và Ấn Độ cũng đã xuất hiện trên nhiều vùng biển này. Tất cả các nước không có sự thỏa thuận, nhưng đều đổ bộ về đây nhằm mục đích ngăn cản Trung Quốc mở rộng bành trướng trên Biển Đông, và hòn đảo này chính là trung tâm đầu não vì nó có diện tích to lớn hơn so với cấp độ khác trên biển đảo. Trên đảo, Trung Quốc cũng cho xây dựng với quy mô hoành tráng của các cơ sở quân sự, các nhà kho chứa vũ khí, nhà ở của các sĩ quan quân lính, hải quân, đặc biệt là hệ thống nhận dạng phòng không cũng được đặt làm hệ thống chính. Tại đây, Trung Quốc về tàu bè các nước tập trung về đây để ngăn cản Trung Quốc bành trướng chiếm lấy biển. Biển Đông là một sự ngẫu nhiên, lý do vì cả nước đều có quyền lợi chung ở Biển Đông. Nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không và vùng cấm để quy hoạch Biển Đông thuộc về Trung Quốc, thì cả thế giới đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề giao thương qua lại trên tuyến đường hàng hải quốc tế này. Mặc dù tàu chiến của các nước triển khai về đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không có sự hợp tác chung trước, nhưng phía Trung Quốc lại cho rằng các nước phương Tây đã dần đầu là Mỹ đang tập trung đánh chiếm biển đảo của Trung Quốc. Trong mấy ngày gần đây nhất, tàu chiến của Mỹ, Nga, Ấn Độ đều dùng từ biển Hoa Đông về đây trong ba cường quốc, dù không bằng mặt với nhau trong nhiều lĩnh vực, về quân sự cũng như kinh tế, nhưng khi thấy Biển Đông bị Trung Quốc khống chế, những quốc gia này bỗng trở thành đồng minh với nhau. Nga có giàn khoan khai thác chung với Việt Nam, Mỹ không muốn hàng hóa của mình đi qua Biển Đông phải xin phép Trung Quốc, mỗi bên đều có những lý do của riêng mình để ngăn chặn không cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Có rất nhiều vụ đụng độ xảy ra giữa ba cường quốc này với nhau, nhưng sau khi những vụ đụng độ này kết thúc thì tất cả đều có một điểm chung là im lặng. Điều này được lý giải vì cả hai bên đều sai, không dám công bố trước dư luận thế giới, nhưng cái sai của Trung Quốc chính là nguyên nhân xảy ra các sự vụ đụng độ kể trên riêng về phía Việt Nam. Từ đầu năm 2021 đến nay, 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 của Việt Nam chưa một phút ngừng nghỉ hoạt động. Của con tàu này vô cùng rộng lớn, nhiệm vụ của 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 là theo dõi hoạt động chính của Hải quân Trung Quốc trên bãi đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông của Việt Nam vào đầu tháng 1 năm 2021. Khi phía Trung Quốc chở nhiều tên lửa và máy bay lên hòn đảo này, 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 của Việt Nam đã chở theo 134 lính đặc công nước lên, công phá có lần, đã làm ít nhất 4 chiếc máy bay tiêm kích và 12 dàn tên lửa Trung Quốc thiệt hại. Nhưng 3 chiến sĩ đặc công nước của Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Sau sự vụ này, phía Trung Quốc đã lên án Mỹ, Nhật Bản đã cho quân đội tấn công lên đảo Phú Lâm. Trung Quốc đã không nghi ngờ gì rằng Việt Nam nhỏ bé luôn tỏ ra mềm mỏng trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nhưng phía sau lưng Việt Nam vẫn âm thầm phá tan những âm mưu thâm độc, thầm kín, độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự Trái TV ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị vui lòng đăng ký subscribe và nhấn nút thông báo để không bỏ lỡ thông tin từ tin tức Trái TV. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!